Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hãy dạy cho trẻ khơ con đường nó phải theo, để cho khi nó lớn lên ấy, nó trở thành một cái mặc định ở trong cuộc sống của nó, là nó không từ bỏ nó. Khi tôi còn nhỏ ấy, gia đình chúng tôi chẳng mấy khi đi du lịch cả. Tôi có nhớ có một lần anh rể tôi có bảo rằng là ở nước ngoài ấy, cái người mà không được đi du lịch một năm một lần là người nghèo, cho nên là thường là người ta không có sống theo kiểu là tồn tại giống mình, tức là người ta sống đi du lịch một năm một lần. Tôi nghĩ nhà tôi lớn lên cũng không phải là gia đình khó khăn lắm, nhưng mà gia đình tôi chả mấy khi đi du lịch cả. Nhưng mà tôi phát hiện ra ấy, là chỗ nào tôi cũng được đi, mà có khi mấy ông đi du lịch cái sau này mình mới đi du lịch nhiều. Tức là sau này tôi phát hiện ra rằng là những cái nơi đi du lịch mà người ta được đi ấy, chẳng đẹp bằng những chỗ mình đã được đi. Bởi vì quý vị biết không, ngày xưa chúng tôi đi truyền giáo. Mà ngày xưa chúng tôi lớn lên ấy, là từ bé là đã đi truyền giáo rồi. Và lớn lên nó trở thành một cái mặc định, nó trở thành cái gì nhỉ? Mặc định trong cuộc sống của mình ấy, là mình mang tin lành của Chúa cho người khác. Cho nên rất nhiều người trong số chúng ta ở tại đây ấy, chúng ta lớn lên và tin Chúa ở độ tuổi lớn tuổi. Cho nên rất nhiều khi ấy, chúng ta đi chia sẻ tin lành cho người khác, chúng ta xấu hổ, chúng ta ngại, chúng ta cảm thấy nó cứ gì nó không quen. Quý vị biết lý do tại sao không? Bởi vì chúng ta lớn lên không được xây dựng cái thói quen đó, cái thói quen chia sẻ tin lành cho người khác. Cái thói quen mà người Do Thái dạy con từ của bé thì cái thói quen mà chúng ta dạy con mình từ của bé là một thói quen hoàn toàn khác. Cho nên chính vì thế ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy cháu Bin hay chúng ta nhìn thấy cháu Na đi Ấn Độ chia sẻ tin lành cho người dân tộc Kashmir ở bên đó. Và chúng ta nhiều người có thể ngồi bên dưới đặt câu hỏi của bọn ấy, cái chia sẻ cái gì? Đúng rồi, chúng nó cái chia sẻ cái gì là chính xác. Ai tin Chúa qua chúng nó chia sẻ. Cái này mà đưa ông Kế Trung đi có khi ngon, mà Kế Trung chưa chắc đã ngon, bởi vì Kế Trung chưa nói tiếng Anh tốt. Ông Lê Mạnh Cường nói còn tốt hơn. Nhưng, ông bà anh chị em, chúng ta đừng nhìn bằng con mắt ngắn hạn như thế. 10 năm nữa, cháu Bin sẽ là 22 tuổi. 10 năm nữa, cháu Na sẽ là 20 tuổi. 10 năm nữa, chúng ta nhìn những gì chúng ta gieo ngày hôm nay, chúng ta nhìn vào con mắt 10 năm nữa. 10 năm trôi qua nhanh khủng khiếp luôn ông bà anh chị em. Tưởng tượng nhớ 10 năm trước chúng ta ở đâu. Nội cái Covid không thôi, nó chém một phát hết 3 năm rồi. Đúng, rất đúng nhỉ. 10 năm nó trôi qua nhanh khủng khiếp luôn. Bây giờ chúng ta gieo cho những đứa trẻ này, nó giúp cho những đứa trẻ này định vị bản thân mình là ai khi nó lớn lên. Giúp gì nhỉ? Ok, quay sang người bên cạnh nói, nó giúp cho định vị bản thân mình là ai. Cho ông bà anh chị em, một trong những bài học mà rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta ấy, là chúng ta phải biết định vị bản thân mình là ai. Cái kho báu ấy, mà nó không biết nó là ai ấy, thì nó tưởng nó là kho gỗ. Cái kho báu mà nó không biết nó là ai ấy, thì nó tưởng nó là kho rác. Cái kho báu mà nó không biết nó là ai ấy, mà nếu như nó là kho gỗ, nó là kho rác, thì chủ nó sẽ đối xử với nó như thế nào, thì nó sẽ tự nghĩ về nó như thế nào. Chủ nó sẽ không quan tâm đến nó, vứt nó vào cùng rác. Cho nên rất là nhiều khi nhiều người người ta thường hay nói câu này ấy, đó là rác của nhà này nhưng lại là vàng của nhà khác, bởi vì cái con mắt nhìn khác nhau. Ok, cho nên chính vì cái ông bà anh chị em, một trong những điều đầu tiên mà chúng ta điều thứ hai tôi cũng muốn bình luận thêm một chút về sự chia sẻ của cô Liên vừa lấy. Ông bà anh chị em, một trong những cái điều mà tôi thực sự khích lệ, nếu như nhà chúng ta có thanh niên, cho nên cho chúng nó học thơ, nên cho chúng nó học thơ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ba điều giúp cho chúng ta khôn ngoan, mà sự thật của Hà Nội. Lên. Ok, sự thật của việc giúp cho chúng ta khôn ngoan ấy, một người khôn ngoan ấy, thực sự thật, nếu như một người có thể hiểu được thơ, thứ nhất là hiểu được thơ, cái thứ hai ấy là nghe được nhạc không lời. Nghe nhạc không lời khiến não chúng ta phát triển rất 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 tốt luôn. Cho chính vì cái có những cái nhạc Beethoven, nhạc của Mozart, có những nghe được, cảm được cái nhạc đấy. Cái thứ ba ấy là nhìn được, cảm được cái tranh trừu tượng. Ba cái đó ấy, mà con của chúng ta lớn lên mà nó cảm được ba cái đó, lớn lên nó sẽ phát triển tư duy cực kỳ tốt luôn.
cực kỳ tốt. Cho nên chính vì thế có người người ta hát cái bài hãy hát một bài mới dâng lên Ngài. Có người hát thì hiểu, có người hát không hiểu cái câu có nghĩa là gì. Bởi vì sao ấy? Bởi vì chúng ta không hiểu cái sức mạnh của âm nhạc trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên là hiểu được cái nhạc được giúp chúng ta, bộ não của chúng ta phát triển rất tốt. Cái thứ hai ấy là thơ. Khi mà người ta biết cảm được thơ thì người ta đọc sách Kinh Thiên ta mới hiểu sách Kinh Thiên là sách cực kỳ là giàu, giàu vô cùng, tôi gọi là giàu màu mỡ, cực kỳ là tuyệt vời. Nhưng mà rất nhiều người đọc qua chả hiểu gì cả. Đọc như kiểu đọc để chấm công ấy. Chú hôm nay con đọc được 3 cái kiên. Đọc theo kiểu chấm công ấy, không hiểu. Nhưng mà mặc dù cái kiên Chúa dạy cho chúng ta để chúng giúp cho chúng ta hiểu được. Cái thứ ba ấy, đó là nhìn được tranh chiều tượng, xem được các bức vẽ thì người ta mới hiểu được cái bài hát khi xem muôn vật do tay kiên Chúa sáng tạo chúng. Nhiều người nghe cái bài ấy không hiểu. Nhưng mà chỉ khi chúng ta nhìn được những cái sự sáng tạo, những cái vẻ đẹp ở trong những cái tiểu tiết rất nhỏ, chúng ta mới hiểu được Kinh Thánh tuyệt vời vô cùng. Amen. Cho nên cũng giống như thế, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau học một bài học rất là quan trọng, đó là bài học định vị bản thân. Ok, chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu, chúng ta cùng nhau dở ra trong sách Esai chương số 43, chúng ta đọc câu số 4, Esai 43 câu số 4. Ok. Em ơi, cho anh cái này. Có bấm được không? Xa quá. Từ ngày chuyển sang hội thánh này có vẻ hơi xa. Vẫn bấm được à? Ok. 43. Esai 43 nói thế này. Ông bà anh chị em, nếu chúng ta dở được Kinh Thánh, chúng ta dở Kinh Thánh ra và chúng ta gạch chân hộ tôi 3 cái chữ rất là quan trọng trong Kinh Thánh này. Ok. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta hãy suy ngẫm Kinh Thánh. Esai 43 bắt đầu từ câu số 3 nói cái này: vì ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của con, Đấng Thánh của Israel, cứu Chúa của con. Ai đang nói đó? Chúa đang nói vì ta, hai ba, câu số 3, hai ba. Ok, tuyệt vời. Chúng ta chỉ cần đọc đến giai đoạn xác định Chúa ở đây là ai cái đã. Ok, nếu chúng ta đọc một cách cẩn thận, chúng ta suy ngẫm. Ở đây Chúa đang giới thiệu mình là ai? Vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Gì nhỉ? Của con. Quay sang người bên cạnh nói là của tôi. Của ai? Của tôi. Ok, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của con, Đấng Thánh của Israel. Cứu gì nhỉ? Cứu Chúa. Của con. Cứu Chúa của ai? Của ai? Của con. Ok, ông bà anh chị em, nhận biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời là một chuyện. Còn nhận biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi nói lại nhỉ. Nhận biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời là một chuyện. Còn nhận biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì khi một người nhận biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của họ, nó thay đổi tất cả mọi suy nghĩ trong cuộc đời của họ. Ông bà anh chị em, câu số 4 nói cái này: vì ta xem con là quý trọng, đáng chuộng, và chính ta đã yêu con. 2, 3. Ông bà anh chị em, ba cái câu quan trọng này tôi muốn chúng ta cùng nhau. Nguyên Anh có khi phải chủ động bấm hộ anh rồi. Ok, ba cái câu quan trọng này chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về cái chữ vì ta xem con là quý báu, đáng chuộng và đã yêu con có nghĩa là gì? Quý báu, đáng chuộng và đã yêu con. Tôi suy ngẫm từng câu một. Tôi hỏi Chúa ơi, cái chữ quý báu này có nghĩa là gì? Ông bà anh chị em, về cơ bản của cái chữ quý báu này chúng ta cứ tưởng tượng nếu mình có một cái đồ quý nào ở trong nhà mình. Ở trong nhà mình có một cái đồ quý nào. Tôi còn nhớ rằng là một ngày kia thì tôi có một người học trò đến xong rồi tặng tôi một cái bình. Bình ấy, cái bình đấy, anh ấy chia sẻ về cái bình đấy. Cái bình đấy là cái bình gốm nhưng mà được vẽ bằng tay một cách rất là tỉ mỉ. Sau khi vẽ bằng tay một cách rất là tỉ mỉ xong ấy, nó được nung ở cái nhiệt độ rất là cao. Bình thường rất nhiều bình gốm được nung ở nhiệt độ rất là thấp. Cho nên chính vì thế là cái tỷ lệ vỡ của nó rất là thấp. Nhưng mà cái bình mà được nung ở nhiệt độ rất là cao ấy, thì ấy,
Thường thường ấy, người ta làm 10 bình ấy thì đến 8 cái bình bị vỡ. Tại vì ở nhiệt độ cao thì nhiều bình nó không trụ được. Cảm ơn em. Cái này xịn hơn đúng không? Okay. Ở cái nhiệt độ cao thì nhiều bình nó không trụ được. Nhưng mà anh ấy lúc một cái nhiệt độ rất là cao, sau khi anh ấy làm ở nhiệt độ rất là cao xong ấy thì gần như là 10 cái bị vỡ mất 8 cái. Sau đó anh ấy vẽ vàng lên. Anh ấy lấy vàng 24K anh vẽ lên. Anh vẽ lên. Sau khi anh vẽ lên, anh ấy đưa vào trong một cái nhiệt độ rất là cao nữa và thường rất nhiều khi nó bị vỡ. Nhưng mà khi nó không vỡ, sau đó anh ấy đem anh tặng tôi. Quý quý không? Quý không? Quý không? Quý không? Quý. Ok, để ở nhà mình. Ok, anh đem tặng tôi. Nó rất là quý. Và lúc bây giờ khi mình cầm cái bình đấy, mình đặt lên trên cái giá, nhiều khi vợ mình ngồi dưới tim đập kinh kịch. Anh ấy cẩn thận rơi. Mình cầm cái gì nó quý ấy, mình quý trọng nó vô cùng. Ông bà anh chị em, khi chúng ta hiểu về cái chữ quý trọng này ấy, thì khi Chúa nói ấy, vì ta đã coi con là quý báu. Vì ta đã coi con là quý báu. Vì ta đã coi con là quý báu. Tôi còn nhớ, tôi cái ngày một ngày kia thì tôi có mua tặng vợ tôi một cái nhẫn. Khi tôi mua tặng vợ tôi một cái nhẫn ấy, xong rồi một thời gian sau thì vợ tôi nói rằng là vợ tôi mặt hốt hoảng lắm. Hốt hoảng lắm. Bảo anh ấy, em biết sao chứ em không tìm được cái nhẫn mà anh mua tặng em. Hôm ấy em nhớ rằng em đi vào nhà vệ sinh em rửa tay nó bị lỏng. Em bỏ ra em rửa tay mà từ hôm đấy trở đi mà mặt vợ tôi hốt hoảng khủng khiếp luôn. Bảo anh ấy, em tìm mãi không được cái nhẫn. Và vợ tôi bắt đầu ấy, lục khắp cả nhà lên, bới tung cả quần áo rồi bới tung hết tất cả, túi tắm rồi đổ hết tất cả ra để đi tìm cái nhẫn. Lý do tại sao ấy? Bởi vì cái nhẫn ấy nó rất là quý với vợ tôi. Ông bà anh chị em, nhà quý vị chắc có cái gì quý đúng không? Nói tôi biết mấy. Ông bà, khi chúng ta có cái gì quý, lòng của chúng ta để ở đó. Khi chúng ta mất mình hốt hoảng lắm, mình sợ lắm. Mình sợ lắm. Tôi, hôm trước tôi có nhớ rằng là khi mà tôi lái xe, khi mà tôi đi từ Vũng Tàu về đến Sài Gòn. Đi Vũng Tàu về Sài Gòn thì mình đi vào đường cao tốc rồi. Sau khi mình đi vào đường cao tốc rồi, mình về gần đến Sài Gòn rồi, mình xuống xe rồi, mình mới phát hiện ra rằng là coi xong tôi rồi, cái túi của mình trong đấy có cái laptop hình như là chưa mang lên xe. Thế đầu của mình vào coi xong rồi, cái túi của tôi. Thế là bắt đầu tôi đi vào trong phòng rồi tôi phải chạy bắn như là tay súng bắn ra ngoài xe để xem là cái túi của mình nó ở ngoài đấy không. Khi mọi người mới hỏi mục sư vẫn chuyện gì thế, cái túi của anh hình như để ở Vũng Tàu rồi. Mà lúc ấy anh em mình ngồi cà phê ở bên trên sân cượng đấy, anh không nhớ là anh mang xuống. Thế là mình mới bắn ra ngoài đấy, tôi phóng ra ngoài xe, tôi mới ra ngoài đấy, tôi lục vào trong đống đồ của mình. Thì tôi nhìn thấy cái túi của mình ở đấy, tôi vui quá. Vào, có bạn bắn bảo em cầm hộ anh rồi. Vui quá. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó quý, nó có cái laptop của mình ở trong đấy. Dạ. Bài giảng hơi dài, thầy cứ cho em tí. Em chưa bắt đầu luôn ấy. Ông bà anh chị em, quý báu, nhà chúng ta có gì quý không? Chúng ta biết không? Là Chúa bảo mình là quý báu đáng chuộng. Nhưng cái câu chuyện nó không bắt đầu từ đây, chúng ta đi tiếp một tí. Cái chữ đáng chuộng, tôi mới suy ngẫm về cái chữ đáng chuộng này, tôi mới tìm tiếng Anh, tiếng Việt, hỏi cái chữ đáng chuộng là gì? Ông bà anh chị em biết không? Nếu như chúng ta nhớ năm ngoái ấy, một trong ba cái vị cầu thủ nổi tiếng nhất trong mùa giải năm ngoái ấy, đó chắc là Mbappe là một này, rồi CR7 là hai này, rồi Messi là ba, đúng không nhỉ? Ba cái người có cái nổi tiếng nhất thế giới không? Đúng không? Và ba cái ông này ấy, tôi còn nhớ rằng có một ngày kia tôi nghe một cái bài báo ấy, nói rằng ấy là ở bên Ả Rập Xê Út nói rằng ấy, nếu như Messi chỉ cần coi như là đồng ý thì tôi sẽ đưa, Ả Rập Xê Út nói rằng tôi sẽ đưa hợp đồng ra, còn ông ghi bao nhiêu tiền vào đấy trả một tháng cũng được hết. Tôi với suy nghĩ cái tiền lương của cái ông CR7, cái ông CR7 Ronaldo, ok, CR7 này, tôi tính nhầm, sao mà lương khủng khiếp thế ta. Cứ mỗi một tuần trôi qua ấy là vài tỷ đổ vào trong tài khoản. Cứ một tuần trôi qua là vài tỷ, một tuần trôi qua là vài tỷ vào trong tài khoản. Và lương khủng khiếp với ta. Và cùng cái chữ đó ấy, người ta gọi là đây là cầu thủ đáng chuộng. Cầu thủ gì nhỉ? Đáng chuộng. Ở bất cứ câu lạc bộ nào ấy, họ cũng muốn có cái cầu thủ này. Bởi vì cầu thủ này gọi là cầu thủ đáng chuộng. Ok. Cùng cái chữ đó ấy,
tôi tìm thấy ở trong Kinh Thánh. Cùng cái chữ đó ấy, tôi tìm thấy không chỉ ở trong Kinh Thánh mà ở trong cái chỗ Đức Chúa Trời của tôi nói về tôi. Đức Chúa Trời của bạn nói về bạn, Đức Chúa Trời của chúng ta nói về chúng ta. Ok. Đức Chúa Trời nhìn bạn và nói rằng: Liêm ơi, con đáng chuộng trong mắt ta. Quay sang người bên cạnh, gọi tên của họ, hỏi tên trước đi, nếu bạn không biết tên. Nói: Con ơi, bạn đáng chuộng ở trong mắt Chúa. Nghe khủng khiếp không? Không phải chỉ là một câu lạc bộ bóng đá đáng chuộng bạn. Ok. Không phải là chỉ là Paris Saint-Germain đáng chuộng bạn. Cây Hải nhớ, không phải chỉ là Paris Saint-Germain đáng chuộng. Paris Saint-Germain so với kiên đảng, Paris Saint-Germain cỡ nào? Tuổi tôm. Đúng hay rất đúng? Nhưng Chúa của kiên đảng không phải là chủ tịch của Paris Saint-Germain. Chúa của kiên đảng gọi bạn, gọi Hải ơi, con đáng chuộng trong mắt ta. Amen. Khủng khiếp không? Cùng cái chữ đó và cùng cái câu Kinh Thánh này ấy, nói đến một cái chữ kế tiếp, đó là cái chữ đãi yêu. Cái chữ đãi yêu, cùng cái chữ đãi yêu này ấy, thanh niên ở đây, có thanh niên có bao giờ nghe câu đãi yêu bao giờ chưa? Đã yêu bao giờ chưa? Tôi còn nhớ cái quả, cái chữ đã yêu này. Tôi năm 24 tuổi là lần đầu tiên có người yêu. Lần đầu tiên có người yêu là năm 24 tuổi. Thực ra cuối 24 tuổi, đầu 25 tuổi là lần đầu tiên có người yêu, và năm 26 tuổi là có vợ. Và đấy, cô vợ hiện tại đấy. Đấy, là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trước cái lúc đấy là tôi cẩn thận lắm. Bởi vì ông thầy, ông mục sư ngày đấy ông dạy mình cẩn thận lắm. Chọn người yêu cẩn thận khủng khiếp luôn. Tôi chọn người yêu cẩn thận. Và đến khi mình chọn được người yêu rồi, đến khi đầu dây bên kia đồng ý yêu mình rồi, ui rồi, từ cái ngày đấy trở đi đầu mình nó cứ sống ở đâu ấy. Có không? Có không? Mình cứ như sống ở đâu ấy. Thế sau một năm cái là cưới. Tại vì sao? Ngày đấy tôi còn nhớ, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn người yêu tôi ở Hà Nội. Xong rồi hai đứa là gọi điện cho nhau, tức là sau cái chuyến đi Campuchia về, ở bên Campuchia chúng tôi tìm hiểu nhau, rồi sau cái chuyến đi Campuchia về học trường Kinh Thánh xong, sau đó thì tôi với tỏ tình. Sau đó thì sau khi tôi tỏ tình thì bạn gái tôi, cô Trang đấy, ngày đó nói rằng là em không trả lời anh được, em phải dành 2 tháng cầu nguyện đừng gọi điện cho em. Mà ok, tốt quá, tự nhiên có được một cái cô bạn gái mà lại không trả lời ngay. Bởi ngày xưa mình cũng thuộc hàng hot boy, cho nên thành ra nhiều cô đồng ý ngay tại chỗ. Nhưng mình không chịu. Nhưng mà cô này thì cô lại không đồng ý. Cái việc gấu. Cái người không đồng ý thì mình lại đeo đuổi. Còn cái người mà đeo đuổi mình thì mình lại chạy bán sống bán chết. Ngày đấy là thế. Cho nên nhưng mà sau đó ấy, là sau khi mà sau 2 tháng cô bảo là anh không được gọi điện nhé. Không được làm phiền nhé. Để em cầu nguyện, để em lắng nghe tiếng Chúa. Bởi anh gọi điện anh làm phiền, lúc này không lắng nghe tiếng Chúa được. Thế là sau đó mình ngồi chờ 2 tháng, mà 2 tháng nó dài như cả thế kỷ. Thanh niên đồng ý không? Đúng cái vụ này không? 2 tháng nó dài ơi là dài. Và cái chuyện đấy nó đã diễn ra. Nhưng bà anh chị em, cùng cái câu đó, Chúa nói với chúng ta: Ta đã yêu con. Wow! Wow! Quay sang người bên cạnh nói rằng là Chúa đã yêu bạn. Nhưng câu chuyện chúng ta không dừng ở đây. Câu chuyện chúng ta không dừng ở đây. Cái câu chuyện mà ngày hôm nay tôi muốn đề cập ở đây ấy, nó là một câu chuyện xa hơn thế. Tức là câu chuyện ấy, lý do tại sao mà chúng ta không hiểu được những gì mà Chúa phán với chúng ta. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta hoàn toàn nhiều khi chúng ta không hiểu. Đọc xong, tại sao cũng có người đọc mới hiểu, cũng người đọc không hiểu. Lý do tại sao vậy? Bởi vì rất nhiều khi cái gì đã đổ vào trong đầu của chúng ta từ khi còn rất bé, nó hình thành lên cái niềm tin ở trong lòng chúng ta. Rõ ràng Kinh Thánh thì dạy chúng ta coi con là quý báu, đáng chuộng và đã yêu con. Nhưng mà rất nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta hành động những điều hành động cực kỳ ngu xuẩn, coi mình như là rơm rác. Lần trước tôi có giảng một bài giảng liên quan đến cục thịt. Nhiều khi chúng ta coi bản thân mình như một cục thịt, hoặc coi bản thân người khác như một cục thịt, coi mình như là rơm rác, coi bản thân người khác như là rơm rác. Mẹ Liên vừa mới đọc cái bài thơ liên quan đến mạng xã hội. Nhiều khi chúng ta xem những gì ở trên mạng xã hội dạy chúng ta coi mình như rơm rác.
Lý do tại sao vậy? Bởi vì lý do ấy là từ khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta hình thành những cái mặc định, định vị bản thân dựa vào câu nói của những người xung quanh mình. Và rất nhiều khi câu nói của những người xung quanh chúng ta lại không nói giống như thế. Câu nói của những người xung quanh chúng ta cường cường lớn lên, tôi thấy rất nhiều trẻ, và sự thật ấy là ngày xưa gia đình chúng tôi chưa tin Chúa, thì tôi lớn lên ấy, nghe những câu nói như thằng này nó ngu lắm. Tao biết đẻ ra mày, những cái này tao đẻ ra trứng tao ăn còn ngon hơn. Có không? Ông bà anh chị em, chúng ta lớn lên bao nhiêu năm tháng bị nghe những câu nói đấy vào trong đầu. Thằng này nó ngu từ trong bản chất nó rồi. Thằng này lớn lên nó chỉ có ăn hại thôi chứ nó làm được cái gì đâu. Tôi không biết quý vị sao, nhưng mà tôi lớn lên nghe những câu nói đấy là những câu nói rất bình thường trong cuộc đời của mình. Rất bình thường trong cuộc đời của mình. Và Kinh Thánh nói này, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Khi nó lớn lên, nó trở thành một mặc định trong cuộc đời của nó và nó không tự. Ông bà anh chị em, nếu như cái đó nó hình thành trong bản chất là trong cuộc sống của mình, tại sao tôi phải yêu người khác trong khi mình là thằng ăn hại? Tại sao tôi phải đi truyền giáo trong khi mình là thằng ăn hại? Nó hình thành niềm tin trong cuộc sống của mình. Ông bà anh chị em, Kỳ Hải không cảm, bởi vì bài giảng ngày hôm nay em chuẩn bị hơi dài tí, cho nên là Kỳ Hải không cảm. Ông bà anh chị em, để hình thành niềm tin trong cuộc sống của chúng ta, tôi có định làm một cái ví dụ minh họa như thế này. Ở trên hội thánh thì không tiện làm, nên là buổi sáng ngày hôm nay tôi có quay cái video, sáng sớm tôi quay video và cho ông bà anh chị em xem một cái video ngắn. Cho ông bà anh chị em xem một cái video ngắn để giúp cho chúng ta hình thành được một cái hiểu được cái ý mà tôi muốn chia sẻ ông bà anh chị em. Ông bà anh chị em, chúng ta cùng nhau xem một cái video ngắn. Làm cái ví dụ minh họa này ở trong hội thánh, nhưng mà bởi vì hội thánh của chúng ta là không được mang đồ ăn vào hội thánh, cho nên chính vì thế rằng là tôi phải làm cái ví dụ minh họa này tại nhà, và tôi quay cái ví dụ minh họa này cho chúng ta về cuộc sống của chúng ta và niềm tin ở bên trong chúng ta đã được đổ đầy như thế nào. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu cái ví dụ minh họa này của tôi bằng việc đây là tôi sẽ pha cà phê. Đây là cà phê nén. Sau đó làm pha. Như vậy là tôi được một cốc cà phê. Đây. Ok, tôi được một cốc cà phê. Sau đó ngoáy lên. Khá ngon. Ok, cà phê của tôi đã có đá. Cũng khá là ngon, cà phê đặc biệt. Cho nên là tôi muốn cho ông bà anh chị em xem thử, xem nếu như tôi cho một bài thứ đặc biệt vào trong cốc cà phê này, nó còn ngon không? Ông bà anh chị em, bước kế tiếp mà tôi sẽ cho đó là sốt chua ngọt. Bước thứ hai tôi sẽ cho đó là mayonnaise. Bước thứ ba tôi sẽ cho đó là cơm nguội. Bước thứ tư mà tôi sẽ cho đó là muối tôm Tây Ninh. Nữa thì con.
Rồi có người phụ tá em Lê Cương Minh Ngân ngay bên cạnh hỗ trợ. Tôi cứ năm mà tôi sẽ cho gọi như là gấc. Cái này nấu sôi ngon lắm. Ok, ít ít thế thôi đủ rồi. Bước thứ 6 mà tôi sẽ cho nước tương Nam Dương. Thì tôi sẽ cho nước hàng. Nước hàng này kho thịt đấy. Hạt tiêu. Là gì? Ketchup. Tôi được một cốc cà phê mang tên là Hổ Đốn. Ok, ông bà anh chị em. Cốc cà phê này tôi sẽ đi mời con gái tôi uống. Con ơi, uống đi con. Uống đi con. Mời con trai tôi uống. Minh Cường, uống cà phê con. Uống cà phê Hồ Đốn nào. Cà phê đồng tương cà tương ớt và yêu này. Anh Xuân Anh. Và ông bà anh chị em muốn uống thử không? Làm cái ví dụ minh họa này okay, ở trong okay. Hội thánh nhưng mà bởi vì hội thánh của chúng ta ấy là không được mang đồ ăn okay, của hội thánh, cho nên chính vì thế rằng là tôi phải làm cái. Anh Xuân Anh cho em cốc cà phê của em hôm nay tôi có mang theo, tôi có mang theo để mời ông và anh chị em mới có ai uống. Chuẩn bị từ sáng đến giờ đấy. Không biết nhà mình có ai dám muốn uống không? Có không? Chuẩn bị từ sáng luôn đấy. Ông bà anh chị em có muốn uống cốc cà phê này không? Tại sao không vậy? Bởi vì nó là cốc cà phê Hổ Đốn. Ông bà anh chị em cũng giống y như thế. Cũng giống y như thế, đứa trẻ con cái của chúng ta nó phải uống cái dạng cà phê đấy hàng ngày. Bởi vì nó phải uống đủ thứ Hổ Đốn trong cuộc đời của nó nếu như nó không được định vị bản thân mình cho chuẩn. Ông bà anh chị em, chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta. Tôi khách thức ông bà anh chị em, chúng ta cùng nhau suy nghĩ 5 năm kế tiếp của cuộc đời của mình nó sẽ như thế nào. 5 năm kế tiếp của Minh Quang, con trai Khề Hải nó sẽ như thế nào. Bởi vì đừng nhìn vào con mắt ngắn hạn, còn nhìn vào con mắt ngắn hạn vèo cái ấy, là bây giờ đã là tháng 7 rồi. Chúng ta có nhớ chúng ta vừa mới ăn Tết xong đúng không? Chúng ta có nhớ nhận ra bao nhiêu người chúng ta nhận ra chúng ta vừa mới ăn Tết xong bây giờ đã là tháng 7 rồi. Khủng khiếp không? Mình nhìn thử mà xem. Vèo một cái thời gian trôi qua 5 năm kế tiếp của cuộc đời của chúng ta sẽ như thế nào? Có rất là nhiều người ở độ tuổi có thanh niên trong hội thánh của chúng ta, 5 năm kế tiếp của các cháu sẽ ra các quyết định cực kỳ quan trọng. Những cái đứa những cái cháu thanh niên 16 tuổi, 5 năm kế tiếp của cuộc đời của các cháu ấy sẽ là 5 năm ra các quyết định quan trọng đến nỗi nó sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại cuộc đời các cháu. Các cháu sẽ chọn học trường nào? Các cháu sẽ phải chọn nghề gì? Các cháu sẽ phải chọn yêu ai? Các cháu sẽ phải chọn cưới ai? Các cháu sẽ phải chọn ở đâu? Ông bà anh chị em chúng ta có nhận ra thanh niên chúng ta đang phải lựa chọn những quyết định khủng khiếp quan trọng trong cuộc đời của các cháu trong 5 năm kế tiếp không? Rất là nhiều người trong số chúng ta ở tại đây đang ở độ tuổi trung niên. Và chúng ta có biết độ tuổi khủng hoảng nhất của người nam đó là độ tuổi trung niên không? Độ tuổi trung niên ở độ tuổi của Kỳ Hải 5 năm kế tiếp chính là độ tuổi khủng hoảng nhất của một người đàn ông. Nếu chúng ta nghe nói về cái tuổi khủng hoảng mãn dục nam, đó là cái tuổi khủng hoảng nhất của người đàn ông. Và thường thường rất ít người trải qua được cái giai đoạn đó. Có rất nhiều người trong số chúng ta ở tại đây, nếu chúng ta suy nghĩ về 5 năm nữa, khả năng nó sẽ quyết định rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Vậy 5 năm nữa chúng ta làm gì đây?
Một, nếu như chúng ta không quan tâm tới nó, 5 năm kế tiếp của cuộc sống của chúng ta nó sẽ giống y như cái cốc cà phê hổ đốn đó. Chúng ta càng nhận ra rằng càng ngày mạng xã hội mình sẽ dùng càng nhiều hơn, đúng không? Càng ngày cuộc sống mình càng bận hơn, đúng không? Càng ngày việc đọc kinh thánh của chúng ta sẽ càng giảm đi, càng ngày sự cầu nguyện của chúng ta sẽ càng giảm đi, càng ngày chúng ta lại càng bị cuốn vào trong cái vòng xoáy của xã hội, càng ngày chi phí cuộc sống càng cao hơn, đúng không? Và càng ngày chúng ta lại càng bị định vị bản thân mình qua sự định vị của người khác, đúng không? Ông bà anh chị em, ngày hôm nay xin mời chúng ta cùng nhau dò ra một câu kinh thánh cực kỳ quan trọng. Nó sẽ mở cánh cửa của chúng ta trong vòng 5 năm kế tiếp. Khi Kiên 119, câu số 9 nói như thế này. Xin mời chúng ta cùng nhau đọc nhé. 2, 3. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Ông bà anh chị em, câu kinh thánh cổ xưa này đúng là cổ xưa thật. Nhưng mà đây lại là câu kinh thánh không hề lỗi thời. Không bao giờ lỗi thời. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, 5 năm nữa cuộc đời của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, dù rằng chúng ta là thiếu niên, thanh niên, vị thành niên, trung niên hay là lão niên, chúng ta suy nghĩ 5 năm nữa mình sẽ để lại được gì? 5 năm nữa sẽ là 5 năm kế nào trong cuộc sống của mình? Câu kinh thánh này hỏi chúng ta rằng, phải làm sao để 5 năm nữa cuộc sống của chúng ta được thành công? Phải làm sao để 5 năm nữa hôn nhân của chúng ta được thành công? Nếu như mình là trung niên, lão niên, phải làm sao cho cuộc sống của mình khiến cho con cháu của mình nó muốn học theo? Nếu như chúng ta là trung niên, phải làm sao để 5 năm nữa con cái của mình nó sẽ nhìn vào cha mẹ nó và nó muốn học theo? Nếu chúng ta là tráng niên, chúng ta đặt câu hỏi, phải làm sao để những quyết định trong cuộc sống của chúng ta được thành công trong cuộc sống của mình? Phải làm sao để chúng ta có một gia đình hạnh phúc? Phải làm sao để chúng ta có được những đứa con lớn lên mà thực sự nó có được điều nó phải có, chứ không phải nó có được điều mà thế giới nghĩ nó phải có? Nếu như chúng ta nghĩ về tuổi thanh niên, phải làm sao cho đường lối của nó có được những giá trị nền tảng, định vị bản thân những giá trị nền tảng quan trọng trong cuộc sống của nó? Câu hỏi rất là cơ bản. Hàng nghìn năm trước người ta cũng đặt câu hỏi này. David là người viết ra Kỳ Kiên này và ông cũng đặt ra câu hỏi này. Vậy thì chúng ta phải làm sao để chúng ta có một cuộc sống thành công? Mà thực sự cái chữ thành công ấy, chứ không phải là chữ có tiền, không thôi là đủ. Phải làm sao để có được cuộc sống thành công? Và tác giả của Kỳ Kiên cho chúng ta một câu trả lời cực kỳ tuyệt vời. Và tôi càng ngẫm câu trả lời này, tôi càng cảm thấy nó quá tuyệt vời. Phương pháp duy nhất để khiến cho chúng ta có một cuộc sống thành công trong cuộc sống hạnh phúc trong cuộc sống, đó là cẩn thận theo lời Chúa. Quay sang người bên cạnh nói với tôi cái cẩn thận theo lời Chúa. Chúng ta vừa rồi nghe lời làm chứng của hai anh em, anh Kiện và anh Trung, Triều và anh Trung, đến từ miền Nam. Chắc chắn các bạn lớn lên và cũng đặt câu hỏi suy nghĩ, phải làm sao để mình có một cuộc sống thành công? Các bạn đã đi tìm đủ thứ rồi, nhưng không có một cuộc sống thành công ở chỗ đó. Rồi cuối cùng, các bạn chỉ nhìn thấy sự chết mà thôi. Sau đó, các bạn được giới thiệu, nhận ra cuốn kinh thánh này. Các bạn bắt đầu đọc cuốn kinh thánh này, và các bạn bắt đầu nhận ra đây chính là con đường của sự sống. Một ngày kia Chúa Jesus quay sang hỏi các môn đồ, mọi người bỏ ta đi hết rồi, còn các con có muốn bỏ ta đi hay không? Phi-e-rơ quay lại nói với Chúa, Chúa ơi, bỏ Ngài con biết theo ai? Vì Ngài có lời ban sự sống. Ông bà anh chị em, chúng ta có rất nhiều lời ban sự chết xung quanh mình. Chúng ta lớn lên có lẽ đến từ những gia đình nói cho con cái những lời ban sự chết. Chúng ta có kẻ bật Facebook lên, mở TikTok ra, một lúc là chúng ta thấy đầy lời ban sự chết ở trong đó. Hoặc nó chưa tồi tệ đến mức độ ban sự chết, nó ban sự phân tán khỏi sự sống. Nó ban sự gì nhỉ? Phân tán khỏi sự sống. Chúng ta vừa mới mở ra, đùng một phát chúng ta nhận ra đã mất 3 tiếng đồng hồ ngồi với cái Facebook rồi. Rồi cuối cùng chúng ta nhìn lại cái 3 tiếng đó kết luận bằng một chữ vô nghĩa. Đúng hay rất đúng? Vô nghĩa. Nó không ban sự sống nhưng nó ban sự phân tán khỏi sự sống.
Chẳng nghĩa 5 năm nữa chúng ta thành cốc cà phê hổ đốn này sao? Chẳng nghĩa 5 năm nữa con cái mình nó nhìn vào cuộc sống của mình, nó quay sang nó ra một cái kết luận: bố em á, hổ đốn. Chẳng nghĩa 5 năm nữa con cái mình nó quay sang nhìn hôn nhân của mình, nó bảo: bố mẹ em á, hổ đốn. Chẳng nghĩa chúng ta sống cuộc sống đấy sao? Chẳng nghĩa 5 năm nữa mình đi cầu hôn một cô nào đó, rồi cô đó nhìn vào cuộc sống của mình, cô đó bảo: anh á, anh định cho em uống cà phê hổ đốn của anh á. Chẳng nghĩa chúng ta sống thế sao? Hay chúng ta phải định vị lại bản thân để nhận ra cái gì phù hợp thì cho vào, còn cái gì không phù hợp thì coi nó như kẻ thù của chính mình. Amen. Cái gì nhỉ? Quay sang người cạnh nói của tôi cái. Cái gì phù hợp thì cho vào. Nhưng mà làm sao để tôi biết cái gì phù hợp? Làm sao để tôi biết cái gì phù hợp? Phải cẩn thận theo lời Chúa thì chúng ta mới biết được. Kỳ Kiên chương số 1 nói cái này: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Tại sao vậy? Mưu kế của kẻ dữ, đường tội nhân, chỗ kẻ nhạo báng nó không phù hợp. Nhưng người đó hướng lòng mình về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo kỳ tiết, lá nó cũng chẳng héo tàn, mọi sự tay người làm đều sẽ thịnh vượng. Khi tôi nhìn cái cháu Minh Quang, con của Kỳ Hải, cô Phương cầu nguyện cho Ấn Độ, tôi được cảm động lắm. Cháu mới có 11 tuổi thôi mà cháu đã biết yêu dân tộc khác và cầu nguyện cầu cay để dân tộc khác biết Chúa rồi. Khi cháu đi ra chia sẻ tin lành, cháu có về đây ngồi đây làm chứng rằng con đã chia sẻ được tin lành cho 10 người, 20 người, 100 người hay không người nào đối với tôi cũng không quan trọng. Bởi vì điều quan trọng lớn nhất đó là cháu hình thành được một thói quen tuyệt vời trong cuộc đời của cháu mà bố mẹ tôi, bố mẹ Cầy Hải, bố mẹ cô Phương ngày mà họ bằng tuổi của Minh Quang không làm được. Giúp cho cháu yêu Chúa, vâng lời Chúa và định vị bản thân mình theo cách mà Chúa định vị các cháu. Ông bà anh chị em, Kỳ Kiên 25 câu số 5 nói như cái này, chúng ta cùng nhau đọc 2, 3. Ông bà anh chị em thử tưởng tượng cái bàn này là cái bàn của mang tên mình. Cái bàn này tôi tưởng tượng nó là bàn mang tên tôi. Quý vị cứ tưởng tượng cái bàn mang tên mình. Cái bàn này là bàn của Liêm, mang tên Hải. Cái bàn này mang tên Hằng. Cái bàn này mang tên của quý vị. Cứ tưởng tượng, nếu như bàn này mang tên của quý vị muốn Chúa đặt cái gì lên trên đó? Đặt đồ quý hay đặt rác rưởi? Chúng ta muốn Chúa đặt đồ quý lên đúng không? Hay chúng ta muốn cái bàn này để rác ấy mà? Chúng ta muốn Chúa nói cái không? Không. Chúng ta muốn Chúa đặt đồ quý lên trên bàn của chúng ta. Và Chúa cũng muốn đặt đồ quý lên trên bàn của chúng ta. Bởi vì Chúa đã nói rằng vì ta coi con là quý báu, đáng chuộng và đã yêu con. Amen. Quay sang người cạnh nói tôi cái: Chúa muốn đặt đồ quý lên trên bàn của bạn. Nhưng mà điều gì xảy ra nếu cái bàn của tôi nó bị gãy chân? Điều gì xảy ra nếu cái bàn của tôi nó bị gãy chân quý vị? Chú có muốn đặt đồ quý lên trên nó không? Chúng ta có nghĩ Chúa muốn đặt đồ quý lên trên cái bàn gãy chân không? Không. Chúa dạy gì đặt đồ quý lên trên cái bàn gãy chân? Đến tôi còn không muốn đặt cái bình mà bạn tôi đã tặng cho tôi lên cái kệ nó lung lay. Đằng này cái chân nó gãy, Chúa dạy gì đặt đồ quý của Ngài lên trên cái bàn gãy chân của tôi. Hằng ngày chúng ta vẫn cường cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài đặt đồ quý lên trên bàn của con, đúng không? Hằng ngày chúng ta vẫn cường cầu nguyện như thế mà: Chúa ơi, xin Ngài sử dụng con làm những việc lớn lao vĩ đại. Chúa ơi, con nhìn cái người kia mà con kém lắm,
Con muốn làm cái điều người ta làm. Con muốn có được cái điều người ta có. Chú ơi, con nhìn cái cũng anh em mình mà sao cậu kia cậu lấy được vợ ngoan kê mà vợ mà người yêu con thì chúng ta muốn Chúa đặt đồ quý lên trên bàn của chúng ta đúng không? Trước khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa đặt đồ quý lên trên bàn của mình, lại cần phải suy nghĩ cái bàn của con có đủ chắc để Ngài đặt đồ quý lên trên đó không? Vậy câu hỏi trở lại, vậy cái chân bàn của chúng ta là cái gì mà chúng ta phải bảo vệ nó bằng được? Chân bàn của chúng ta là gì? Đâu là chân bàn của chúng ta? Khi nghĩ về điều này, tôi mới suy nghĩ về cái chân bàn. Cái gì trong cuộc đời của tôi mà nếu nó gãy thì mọi thứ còn lại nó sẽ gãy? Cái gì trong cuộc đời của quý vị mà nếu như nó gãy thì tất cả những thứ còn lại nó sẽ gãy? Nó sẽ thành cốc cà phê hổ đốn. Cái gì vậy? Tôi nhận ra rằng một trong những cái đầu tiên trong cuộc đời của tôi mà nếu như nó gãy thì mọi thứ còn lại nó sẽ gãy. Cái số 1, nếu như Lê Mạnh Cường không còn yêu lời Chúa nữa thì tất cả những thứ còn lại nó sẽ gãy. Tôi nhận ra nếu như Lê Mạnh Cường chỉ đọc lời Chúa như kiểu đọc để chấm công, Chúa ơi hôm nay con đọc đến 3 chương rồi đấy. Nếu tôi nhận ra nếu như Lê Mạnh Cường đọc lời Chúa, đọc theo hệ chấm công như thế thì tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi nó sẽ gãy. Nhưng khi tôi yêu lời Chúa, tôi tin vào lời Chúa, có nghĩa rằng Chúa nói gì tôi tin cái đó. Mặc kệ người khác nói như thế nào, đấy là chuyện của người ta. Còn Chúa nói gì thì tôi tin cái đó. Quay sang người cạnh nói của tôi cái, Chúa nói gì thì tôi tin cái đó. Quá khứ của tôi, những cái điều trong quá khứ của tôi đã gieo rắc vào đầu tôi, nó chưa hết đâu. Nó vẫn còn nhiều lắm. Chắc quý vị vẫn còn nhớ ngày xưa tôi có kể câu chuyện Cường Xích Lô rồi đúng không? Quý vị còn nhớ đúng không? Ngày xưa hồi còn bé, cả nhà đạp xe trên, cả nhà ngồi trên chiếc xích lô, ngày đấy không có taxi. Cả nhà ngồi trên chiếc xích lô, cái chú đạp xích lô đằng sau, chú ấy đạp rất là, chú đạp cả nhà chở đi. Tôi mới quay sang, tôi mới nói với mẹ tôi rằng là mẹ ơi, các chị cứ ngồi đó, chú này chú khỏe quá. Lớn lên, con sẽ đạp xích lô. Từ cái ngày đó, 5 năm cái thằng Lê Mạnh Cường nó khoảng 4 tuổi, nó lớn lên với một câu nói mà mọi người gán cho nó, Cường Xích Lô. Và lúc nào cũng thế, khi học dốt một tí, càng ngày nó lớn lên nó đạp xích lô ấy mà. Khi làm cái gì, khi chỉ cần với cái bát không cẩn thận, cái bát nó rơi xuống đất, càng ăn hại nó lớn lên nó đạp xích lô ấy mà. Những cái câu nói đấy nó hình thành niềm tin trong cuộc sống của mình. Hình thành cái gì nhỉ? Niềm tin trong cuộc sống của mình. Nhưng khi tôi đọc Kinh Thánh thì Chúa bảo với tôi cái này, đây là dấu của ai tin Chúa. Dùng tiếng mới mà nói, tôi mới suy nghĩ Lê Mạnh Cường phải có một bộ ngôn ngữ mới. Không thể dùng cái bộ ngôn ngữ xích lô ngày xưa được. Không thể dùng cái bộ ngôn ngữ ăn hại ngày xưa được. Không thể dùng cái bộ ngôn ngữ ngu dốt rủa xả lẫn nhau ngày xưa được. Lê Mạnh Cường phải dùng ngôn ngữ mới. Dùng gì nhỉ? Ngôn ngữ mới. Phải dùng ngôn ngữ mới. Chúa nói gì tôi tin như thế. Người ta bảo mình ăn hại, Chúa bảo tôi là quý báu, đáng chuộng và đã yêu con. Tôi phải quyết định mình tin bên phía nào. Amen. Và đến bây giờ chúng ta cũng nhận ra trong chúng ta có hai kẻ thù. Trong chúng ta có hai tiếng nói liên tục, nói liên tục. Tiếng nói, một tiếng nói mày là thằng ăn hại, mày là thằng thất bại. Một tiếng nói còn lại nói con là quý báu, đáng chuộng và ta đã yêu con. Ta tên là Emmanuel, ta luôn luôn ở cùng con, không bao giờ lìa, chẳng bao giờ bỏ con. Và rất nhiều khi cái tiếng nói bên này nó to hơn cái tiếng nói bên kia. Có không quý vị? Cái tiếng nói bên này nó to hơn tiếng nói bên kia. Cho nên tôi nhận ra một trong những chân quan trọng trong cuộc đời của tôi không chỉ yêu lời Chúa, không chỉ tin vào những gì Chúa nói, nhưng tôi còn phải công bố lời Chúa nữa. Bởi vì ngày nào tôi không công bố lời Chúa, ngày đó có lẽ tôi sẽ gặp vấn đề. Bởi vì cái tiếng nói của kẻ thù nó lớn hơn tiếng nói của chính mình. Như anh em
ở trong trung tâm, chúng ta có nhận ra cái tiếng nói của ma quỷ nó lớn hơn tiếng nói của Chúa không? Tôi nhận ra một trong những bí quyết đọc Kinh Thánh, nó là đọc Kinh Thánh lớn tiếng. Đọc Kinh Thánh nhỏ không hiệu quả. Đó chính xác là lý do tại sao Chúa bảo là cuốn sách luật pháp này chớ xa gì nhỉ? Miệng người. Chớ xa gì ạ? Miệng người. Hai, ba. Miệng người. Chớ xa miệng người. Tôi nhận ra rằng lời Chúa phải được công bố ra. Tôi còn nhớ cái một trong những ngày đầu tiên khi tôi mới ra Hà Nội từ thành phố Hồ Chí Minh năm 2006. Tôi dán lời Chúa lên trên tường nhà tôi. Một trong những câu đấy mà tôi dán, tôi có ghi này là: người công bình sống bởi đức tin, còn nếu thối lui lại linh hồn ta chẳng đẹp lòng về người. Cái ngày đó cái gì nó cũng thiếu, mà nhiều khi khi nó thiếu tổng thể cùng nhau thiếu. Cái gì nó cũng thiếu hết. Ngồi lên xe thì thiếu xăng, mở nồi cơm ra thì thiếu gạo, mở cái chạn đát ra thì thiếu mắm. Nó thiếu tổng thể. Bật cái đèn lên thì thiếu điện. Có không? Cái ngày đấy cái gì nó cũng thiếu. Tôi nhìn cái cuộc sống của mình buồn bã quá. Mình sinh ra con nhà giàu, nhưng mà bây giờ mình bước đi hầu việc Chúa, mình cái gì nó cũng thiếu. Tôi phải nhìn vào cái tờ giấy tôi dán ở trên tường ấy. Tôi nói: người công bình sẽ sống bởi đức tin, Lê Mạnh Cường sẽ sống bởi đức tin, Lê Mạnh Cường mà thối lui lại, Chúa chẳng đẹp lòng về Cường. Tôi nhận ra việc công bố lời Chúa, khi mình cứ chỉ âm ầm ngâm ngầm tin lời Chúa thôi là không đủ. Phải công bố lời Chúa ra. Phải gì nhỉ? Công bố lời Chúa ra. Phải nói. Công bố lời. Một trong những chân quan trọng trong cuộc đời tôi đó là công bố lời Chúa. Yêu lời Chúa, tin lời Chúa, công bố lời Chúa. Cái chân kế tiếp, quyết định tất cả những phần còn lại, làm theo lời Chúa. Quay sang người bên cạnh nói: yêu lời Chúa, tin lời Chúa, công bố lời Chúa, làm theo lời Chúa. Quay sang người cạnh hỏi tôi giúp tôi này. Này, này, cái lễ giờ ông mục sư này ông giảng cái gì ấy, giảng chia sẻ lại cho tôi bốn cái chân bản cái, tôi chả hiểu gì cả. Hỏi để cho người ta chia sẻ lại hộ cái. Ok, chúng ta một phút quay sang người cạnh hỏi hộ tôi cái, xong rồi để cho người ta trả lời cái, được không? Hỏi đi, kể cả cái bàn kỹ thuật kia hỏi xem nó. Quay sang người cạnh hỏi xem nó. Amen. Ok. Bây giờ người nghe ấy, quay sang vỗ tay vào đấy. Amen. Amen. Ông bà anh chị em, nếu như chúng ta không định vị bản thân mình, thì những sự phân tán ở đời này nó sẽ giúp định vị chúng ta. Người ta ngồi với nhau một tí là người ta nói: ôi ở đời bây giờ khó lắm. Khó lắm, cái gì nó cũng khó. Tôi nhận ra rằng việc phải quay trở lại định vị bản thân mình. Tôi nhận ra mình phải định vị bản thân mình là một người chồng, là một người cha trong nhà. Mình nhìn cái vợ mình lâu lâu không đọc Kinh Thánh. Tôi bảo: em ơi, sáng nay hai vợ chồng mình cùng nhau đọc Kinh Thánh. Vợ tôi với tôi sáng buổi sáng ngồi dậy cùng nhau đọc Kinh Thánh với nhau. Cầu như nguyện cùng nhau. Vợ tôi nói với tôi rằng: ôi em chưa bao giờ đọc Kinh Thánh mà nó thấy nó thú vị như cái này. Thì tôi phát hiện ra rằng hóa ra là vợ mình muốn mình đọc Kinh Thánh cùng mà mình không biết. Ông bà anh chị em, định vị lại bản thân, định vị lại gia đình của mình, giúp chúng ta làm sao, cách nào gia đình của chúng ta, các gia đình trong hội thánh EC Chiên có thể định vị lại theo lời Chúa. Cái gì gia đình của chúng ta gãy thì nó sẽ gãy hoàn toàn? Lời Chúa. Nếu như gia đình của chúng ta bỏ qua việc đọc lời Chúa chung với nhau, gãy đấy. Nếu gia đình của chúng ta bỏ qua việc cầu nguyện chung với nhau, dễ gãy lắm đấy. Nếu như chúng ta đã gãy rồi, cách nào để chúng ta hàn lại? Quay trở lại với lời Chúa chung với nhau, dựng lại lời Chúa, cẩn thận
theo lời Ngài. Amen. Ông bà anh chị em, tôi muốn chia sẻ cuối tuần này, đầu tuần tới, Hội Cánh chúng ta sẽ tổ chức một cái khóa học huấn luyện nhân sự tinh nhuệ dành cho thanh niên. Cái chương trình này sẽ bắt đầu từ ngày mùng 4 tối và bắt đầu từ tối ngày thứ 6, lúc 6 giờ tối ngày thứ 6, cho đến cả ngày thứ 7, dành cho thanh niên, không phù hợp cho người trên 45 tuổi. Ok? Bởi vì các bác ơi, có những trò chơi các bác không tham gia được. Dưới 45 là tham gia được. Ok? Dưới 45 là tham gia được. Đúng rồi, em mới có 43. Ok. Tôi biết em 43 mà. Chương trình huấn luyện nhân sự tinh nhuệ đặc biệt dành cho thanh niên. Bởi vì sao vậy? Một trong những cái bài học đầu tiên ấy là giúp cho các cháu định vị bản thân mình. Alo, ok, được rồi. Cái này. Đây đây, để tôi giải thích cho. Một trong những việc đầu tiên là, bởi vì sao những người đi làm họ sẽ không thể nào học được vào các ngày bình thường trong tuần. Học vào tối ngày thứ 6 và cả ngày thứ 7. Tối ngày thứ 6 và cả ngày thứ 7. Nhưng một tháng hai lần thôi, có tháng. Cứ cách một tuần thì học một lần, cách một tuần học một lần. Chúng ta mong muốn rằng chúng ta đem thế hệ thanh niên ở các cái chi hội nhỏ của bên hệ bên giáo hạt của chúng ta, giáo hạt Hà Nội của chúng ta quay lại với nhau và cùng nhau học. Một trong những việc đầu tiên là phải học định vị bản thân. Định vị mình là ai ở trong Chúa. Rồi sau đó ấy, tại sao mà dành cho thế hệ trẻ? Bởi vì nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái mong muốn của thế hệ trẻ. Ví dụ như chọn thầy, chọn bạn đời, chọn vợ. Ví dụ như chọn nghề. Bây giờ các cụ 60 tuổi đi học chọn nghề, các cụ ngồi đấy, các cụ gáy cho hai gáy, các cháu mất tinh thần học. Đúng không? Cho nên là các cụ học chọn nghề làm gì? Đúng không? Nhân sự tinh nhuệ là dành cho những người trẻ để họ có thể tinh nhuệ được. Chúng ta sẽ có chương trình, ví dụ như yêu thương, bày tỏ tình yêu. Chúng ta học, chúng ta có những chương trình đấy. Chúng ta sẽ có những chương trình dành cho các cặp hôn nhân. Ví dụ như tháng 8 này, chúng ta có chương trình dành cho cặp hôn nhân. Chúng ta mời được thầy Aaron Chua là tác giả cuốn sách Luyến Ái Trong Chúa về dạy chúng ta mà. Chúng ta có nhiều chương trình khác nhau. Nhưng đây là chương trình đặc biệt dành cho người trẻ. Ok? Bắt đầu khai giảng từ ngày tối, 6 giờ tối ngày mùng 4 tháng 8. Có nghĩa là cứ 6 tuần sau. Cứ quay sang người cạnh nói cứ 6 tuần sau. Ok. Cứ 6 tuần sau. Và chúng ta sẽ học liên quan rất nhiều đến kỹ năng. Liên quan rất nhiều đến kỹ năng. Chúng ta sẽ học đến các cái bộ năng lực khác nhau. Năng lực cá nhân của một con người, năng lực chuyên môn của một con người, năng lực xã hội của một con người, để giúp cho các cháu của chúng ta định vị bản thân mình tốt và xây dựng mình trở thành muối và ánh sáng cho thế gian này. Cho nên tôi khích lệ ông bà anh chị em trong Hội Thánh, nếu như chúng ta có thanh niên ở trong nhà của chúng ta, nên khích lệ các cháu tham gia cùng nhau học. Ok? Chúng ta, nếu như mà ông bà anh chị em, nếu như có thanh niên dưới 45 tuổi, ok, thì hãy gặp cô Mít hoặc là cô Phương, đăng ký với cô Mít và cô Phương. Hội Thánh chúng ta sẽ cố gắng chạy chương trình này và tốt nghiệp vào ngày mùng 9 tháng 12. Amen. Ok, ông bà anh chị em, địa điểm là ở tại chính đây. Địa điểm ở tại chính đây. Ông bà anh chị em, đấy là một trong những thông báo mà tôi chia sẻ với ông bà anh chị em. Bây giờ xin mời chúng ta quay trở lại. Nếu như gia đình của chúng ta mà gãy một trong bốn chân bàn này, tôi gợi ý chúng ta nên cầu nguyện lại và nên có thời gian nói chuyện lại với nhau để dựng lại các chân bàn trên gia đình của mình. Amen. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên. Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.